Hi, chào tất cả mọi người, mình là Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với YouTube của Học viện Lazada. Hôm nay Thảo sẽ giới thiệu cho các bạn về một chương trình LaCoin. Là một chương trình rất mới và rất tiềm năng ở trên Lazada mà tất cả các nhà bán hàng đều có thể tham gia với một chi phí cực thấp. Đầu tiên, để hiểu rõ về LaCoin thì các bạn hãy nắm được cho Thảo hai cái. Thứ nhất là LaCoin dành cho người bán là seller các bạn, và LaCoin dành cho người mua là ở khách hàng. Thì để Thảo sẽ hướng dẫn cho các bạn trước là LaCoin dành cho khách hàng á, để các bạn hiểu rõ là khách hàng của các bạn khi mà lướt trên app Lazada sẽ thu thập và sử dụng LaCoin như thế nào nhé. Khách hàng vô app Lazada có một xăng xu là một LaCoin các bạn, là khách hàng sẽ vô và kiếm những sản phẩm mà được shop vào Lazada đồng tài trợ, là khách hàng sẽ được thấy luôn là mình sẽ được giảm bao nhiêu xu ở trong đây. Và khách hàng khi mà khách hàng bấm mua thì khách hàng sẽ được sử dụng hết cái lượng xu mà khách hàng đã thu thập trong cái thời gian đó. Đó, như các bạn thấy đó, khách hàng sẽ sử dụng được 19.000 mấy xu ha. Một cái điều lưu ý quan trọng á, để bạn nói với khách hàng đó là khi mà khách hàng tìm kiếm sản phẩm trên cái thanh tìm kiếm của Lazada thì sẽ không thấy được những cái sản phẩm mà được tài trợ xu. Nên nếu khách hàng mua từ cái mục tìm kiếm qua đó thì có thể thấy được cái giá giảm xu nó ít hơn là khách vào cái mục săn xu ở trên trang chủ Lazada. Như các bạn đã thấy là khách chỉ sử dụng được cái lượng xu rất ít. Thì LaCoin dành cho người bán là một mục các bạn có thể chủ động bỏ tiền ra để tài trợ từ 1% đến 5% cho những khách hàng đã thu thập LaCoin. Những khách hàng đó thu thập bằng cách là viết đánh giá sản phẩm cho các bạn hoặc là follow shop thì khách hàng sẽ nhận được một cái lượng LaCoin tương ứng. Một điều đặc biệt là sau khi khách hàng đã sử dụng lượng coin do shop tài trợ, sau khi khách hàng hoàn thành được cái đơn hàng đó thì shop sẽ được trả lại, hoàn lại 70% lượng coin. Tất nhiên 70% này sẽ không hoàn ra tiền mặt cho các bạn, mà các bạn sẽ sử dụng cái lượng coin đó để đẩy sản phẩm hoặc là đẩy lượt hiển thị cho shop, giống như là tài trợ dịch vụ, tài trợ hiển thị sản phẩm vậy các bạn. LaCoin là một chương trình Lazada sẽ đẩy mạnh, chắc chắn là trong 6 tháng tới được đẩy hiển thị và đẩy truy cập rất mạnh trong truyền thông trên các kênh để khách hàng biết tới LaCoin. Mà các bạn biết rồi đó, cái gì mới thì cũng ngon. Vậy thì theo những cái làn sóng của Lazada đó, đối với nhà bán hàng đã đăng ký LaCoin sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích ưu đãi cực kỳ lớn từ Lazada. Ví dụ, Thảo sẽ là một cái thực tế để cho các bạn nắm rõ. Khách hàng mua một sản phẩm trị giá 100.000 và khách hàng được hưởng 10 coin. Đó là nhà bán hàng chỉ đăng ký 1% tài trợ tương ứng với 1 coin. Khi khách hàng được sử dụng tới 10 coin, vậy thì 9 coin còn lại tương đương với 9% sẽ là do Lazada tài trợ nha các bạn. Vậy thì các bạn có thể thấy được rằng khách hàng được hưởng lợi rất nhiều, nhưng mà chi phí nhà bán hàng bỏ ra ở đây lại rất thấp. Vậy các bạn không chần chừ gì nữa, hãy vào ngay Seller Center trên Lazada để đăng ký tham gia LaCoin để cùng Lazada bùng nổ siêu sale 12 tháng 12 này nhé. Bye bye, chào tất cả mọi người. Đăng ký ngay.